Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay ngày đầu tiên được nhận món quà một người trên Sài Gòn. Mở ra coi là quà gì ta. À này, máy xâm bên. Má chụp được tới xâm hết người rồi. Đây, đồ nghề máy xâm. Mình không biết quay để mới xâm mới mực tùm lum hết. Một người trên xe gọi một người lạ, người xa lạ bấm nhiều ra rồi thế thôi. Này là để điện nó đặt keo em đi thoa xong xong thoa vào em bực hai chế này ngoài bực ấy dạ. Mai có bạn nào mà nó tặng những cái mũ đó, hai bạn cái mũ thì phải nhớ đó. Vẽ xong rồi in lên theo mẫu, theo cữ để làm cái khung. À, bộ đồ nghề xong nhiều thứ nha. Đây bộ đồ nghề đây. Để nhiệt kết nối. Đây là bộ kim. Đúng rồi, bộ kim. Đầy đủ kim luôn. Má tới xong hết người, cắt tập đầu sau trên đầu luôn. Hôm nay bộ kim nè. Má mà bao nhiêu kim luôn. Má hộp mà xong, ốm luôn. Tha tô phạt lọc. Đây, dây cáp. Mình đi mua. Rồi cảm ơn anh bạn Hoàng Lập nha, thì chụp hình thì đã nhận được hàng. Còn này là gì chưa biết, nó để mở ra coi coi. Đồ má kim quá. À, cái này cũng kim luôn, má kim nhiều quá kim. Xong hết bằng này kim nhá, đầu má hết người luôn nè. Xong là đau lắm. Đau đầu má thang. Đau đái đã cùa đến lần đầu tiên xong. Lần đầu tiên thằng em nó kêu xong cái hình này kêu không đau đâu. Cứ như kiến cắn nè. Đầu má nó vẽ hình xong nó xong. Trời ơi, xong từ 8 giờ sáng hay 9 giờ sáng này. Đến 4-5 giờ chiều mới xong. Trời ơi, nó đau. Mới qua cái hình này xong từ cũng 8-9 giờ sáng đến 10 giờ tối mới xong. Thằng này cũng vậy, chờ hơn nào để nó đau, trời ơi. Hồi xong mà hồi sau đau quá mà thôi, làm xì rượu cho đỡ đau. Bắt được tới là xong là chắc hơi đau quá này. Thôi chào mọi người nhá. Không biết quay, quay lại. Đã nhận được hàng rồi nhá, bạn Hoàng Lập nhá. Cảm ơn nhiều nhá, máy đẹp quá. Rất cảm ơn nhiều nha, giờ đang soạn lại đây. Anh em, má ăn sáng, ăn nhanh tắm vội vào công việc. Xong kiểu đi giao trứng nữa.
giao gần đây giao xa quá không giao được. Mình tầm 8 giờ 8 rưỡi ăn sáng. Hôm nào đợi đợi cái mùa đòn sáng này ăn cơm muộn được. Hôm qua ăn tối qua còn gì ăn. Uống đại xong, người người ra ngoài. Đó, run chảy. Hôm qua đớp những rượu xong. Đó rồi, cái thùng tí nó có người lấy 300 trứng đó. Gạo 40 thôi. Không, sạch sẽ rồi. Này để trưa hay tối ăn thì gói, có tao làm được. Ăn xong rồi. Nhỏ rồi, mới về nhỏ rồi cả. Trời ơi. Ngủ ngon á. Thôi, để ngủ rồi. Đi ra ngoài đi giao trứng ha. Làm được thuốc à. Đỡ tan mồm. Trứng đi dạo. Bữa cơm buổi nhật đơn giản. Cơm, tàng, đào, rượu. Có rượu. Rượu không đủ rồi.